Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 393, Hí Lầu. Lục thời chôn cất nữ nhân bên cạnh hồ Kim Ngưu, nơi đó non xanh nước biếc, nghe nói là một nơi phong thủy tốt. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, hắn đến nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, lại tìm một khách trạm, chui đầu vào trong chăn, cuộn tròn mình lại lạnh quá rõ ràng trên người đã đắp một lớp chăn dày hắn vẫn lạnh đến mức hai hàng răng lập cập trong miệng lại thêm vài vết loét hơi chạm vào đã thấy đầy mùi máu tươi trong phòng yên tĩnh như chết gió bắc không ngừng đánh vào cửa sổ giống như là ông trời đang thúc giục hắn đồ tạp chủng sao còn chưa đi chết đi lục thời bị bệnh bệnh đến choáng váng đến mí mắt cũng không nhấc lên được hắn nghĩ thầm lần này mình có biến thành cô hồn giã quỷ không thể kêu nương ta lạnh nữa cùng sẽ không có một bàn tay sờ lên chán hắn cứu hắn từ chỗ điện diêm vương lại nữa rồi những gì mà hắn gặp phải ngày sau bị người nhắc tới cũng chỉ là một câu đáng thương sẽ không có nhiều hơn một phần đồng tình vậy thì xuống địa ngục đi dù sao hắn cũng không muốn sống nữa cũng không biết qua bao lâu chóp mỗi lục thời người được một mùi hương quen thuộc sau đó có một bàn tay sờ lên chán hắn, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt là mắt mày trong suốt của một thiếu nữ. là mơ. Lục thời tham lam cảm giác này, cọ cọ mặt mình lên bàn tay kia, lại nhắm hai mắt lại. kiến khê cho ta nước lạnh. mở cửa sổ ra đi, đi xem lang trung đã đến chưa. trong mộng sao vẫn có thể nghe được giọng của nàng. Lục thời giật giật khóe miệng như tự diễu, cố gắng mở to mắt. trong tầm mắt lại có một gương mặt nam nhân hiện ra. Sao tên nhóc họ đường này cũng đi vào mộng của hắn? Lục thời tức giận, tự nhủ không thể để hắn và nàng ở chung một mình sao? Ngươi tỉnh rồi, ừ. Lục thời lầm bầm một tiếng, khi nhận ra bàn tay kia muốn rời khỏi chán mình thì hắn vội vàng mở miệng. Đừng rời đi. Giọng nói vừa khàn vừa trầm, chính hắn cũng bị dọa sợ, bàn tay giấu trong chăn dùng sức bóp một cái. Cơn đau kéo tới không phải là mơ, là người nọ thực sự đang ở trước mắt hắn. Lục thời dãy dụa ngồi dậy, trên mặt chợt có thứ gì rơi xuống, vừa ướt, vừa nóng. Hắn cứng đờ, không nói được gì, dùng ánh mắt miêu tả hình dáng thiếu nữ. Gầy, đen, tiêu tụy, tóc tai rối bù, có vài sợi rơi vào bên tai. Làm sao nàng tới được đây? Tiên sinh có biết chuyện này hay không? Chỉ có đường kiến khê đi theo thôi sao? Thế còn lâm bích đâu? sư huynh, huynh mau khỏe lại đi, chuyến này chúng ta đi mất công lắm đó. Đường kiến khê đặt mông ngồi xuống ghế, miệng bắt đầu lại nhải. Sư muội nói với tiên sinh muốn đến chùa tĩnh an lễ phần niệm kinh cho sư mẫu, tiên sinh lo lắng, nên để cho ta và chữ sư huynh đi cùng. Đến ngoài thành, chúng ta chia làm hai đường, lâm bích giả dạng sư muội ở lại chùa tĩnh an với chữ ngôn đình. Chúng ta còn chưa kịp thở một hơi đã đã đi về phía nam ngươi không biết đoạn đường này khó khăn thế nào đâu xe ngựa kia suýt chút nữa đã làm xương cốt ta tan rã rồi sư muội nàng sư huynh huynh ra ngoài trước một lát ta có chuyện muốn nói với lục thời trời lạnh lắm ngươi bảo ta đi đâu sư huynh thôi được rồi đường kiến khê đứng lên đừng lâu quá nhiều lắm là nửa canh giờ sao trời phía nam lại lạnh như vậy gió thổi vào xương cốt ta thật nương nó chịu tội cửa đóng lại trong phòng chợt yên tĩnh nàng đứng dậy đóng cửa sổ, lại lấy khăn mặt trong chậu rửa mặt lên, vắt khô, đặt lên chán lục thời. lục thời bị khăn mặt làm lạnh, run rẩy cả người. người tự ấn đi. nàng ngồi xuống ghế, nhìn lục thời một lát rồi rũ xuống. ta là người bướng bỉnh, người khác càng không cho ta làm gì, thì ta càng muốn làm. ngày đó ngươi nói, ngoại trừ tây xương ký ra thì ta tùy ý xem những vợ khác, ta muốn biết vì sao ngươi không cho ta xem. Lục Thời ấn khăn mặt trên đầu, không nói lời nào. Tây Dương ký tiền thân gọi là oanh oanh chuyện. Thiếu nữ tự nói một mình, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Lục Thời đã thay đổi. Trong chuyện oanh oanh, Trương Sinh thi đấu công danh, xoay người đã cưới nữ tử khác. Hắn còn kể lại chuyện oanh oanh tự dâng mình, làm trò cười nói cho bạn học nghe. Người này là một kẻ phụ lòng. Ngươi biết là tốt rồi. Hắn khàn giọng nói. Lục Thời, oanh oanh cô nương này thật sự rất ngốc lại là một câu lục thời, khiến hắn không thở nổi. Nàng thực ra phải nghe nương nàng, nương ruột sẽ không hại nữ nhi của mình, lão phu nhân không đồng ý, chắc chắn là có nguyên nhân, ngươi nói đúng không? Ừ. Nàng ngẩng đầu, vội liếc hắn một cái, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Trước khi đi nương nói với ta, nữ nhân chúng ta cả đời này chỉ đơn giản kiếm một người biết lạnh biết ấm, không chắc chắn phải đại phú đại quý. Người bị bệnh, hắn bưng thuốc cho ngươi, ngươi lạnh hắn thêm áo cho ngươi là tốt rồi. lục thời nhìn nàng yếu hầu lăn vài cái. hắn chưa từng gặp sư mẫu chỉ nghe tiên sinh nói qua vài câu không có ấn tượng gì. nương ta còn nói nhìn một người nam nhân ngoại trừ nhìn gia thế của anh ta còn phải nhìn nhân phẩm của anh ta nhân phẩm quan trọng hơn gia thế gia thế có thể từ từ tích góp từ từ làm được nhân phẩm thì cả đời cũng không thay đổi được. nàng lại rời tầm mắt lại trên người hắn. Cuối cùng Nương nói với ta, tình yêu này rất ngắn, chỉ vài năm là không còn nữa, cuối cùng là sống qua ngày, chung quy là củi gạo dầu muối, cho dù con là tiên trên đời thì cũng có một ngày bị nam nhân chán ghét. Nếu như có ngày đó, con à, con hãy sống thật tốt. Sư Mẫu là một người thông suốt, người 20 tuổi đến đường ra, năm nay 26 rồi. Nàng cười một tiếng, lại không giống như là cười, mà như đang cảm thán. Thời gian 6 năm, lục thời, ngươi biết ta nhìn thấy gì không? Lục thời lắc đầu, thầm nghĩ nếu nàng còn gọi ta như thế, thì chắc ta sẽ sụp đổ mất. Bỏ tay ra. Nàng đột nhiên chuyển đề tài, lấy khăn lông trên chán hắn xuống, đứng dậy nhúng khăn lông trong nước lạnh, lại vắt khô, rồi đắp lên chán hắn. Đầu ngón tay nàng rất lạnh, lúc chạm vào da hắn, trong lòng lục thời cảm giác như có thứ gì đó đã nổ tung. Ta không giỏi làm việc, lúc ta bệnh, thấy Lâm Bích làm như vậy, Nàng vén mái tóc vụn bên tai, lại ngồi xuống. Thời gian quá lâu, có một số việc quá vụn vặt, ta không nhớ được nữa, ta chỉ nói một chuyện ta nhìn thấy, được không? Hô hấp của Lục Thời lập tức trở nên nặng nề. Sư muội, ngươi không được nói chuyện, chỉ được nghe ta nói. Trong nháy mắt, nàng lại biến thành vị đại tiểu thư cao cao tại thượng kia. Lầu kịch trong vườn của chúng ta, là ngươi khuyến khích cha ta xây phải không? Ong Lỗ Tai Lục thời chợt không nghe thấy gì nữa. Sư muội cứ cải nam trang mai không phải là chuyện tốt, tương lai nàng sẽ gả vào cao môn, mỗi lời nói cử chỉ đều không được sai sót. Tiên sinh, chúng ta ở xây một lầu kịch ở trong vườn, lại nuôi thêm mấy con hát ở trong phủ, sư muội muốn xem cái gì thì cứ để bọn họ diễn cái đó. Con đã vẽ xong thiết kế của lầu kịch, việc này tiên sinh không cần quan tâm, giao cho con là được. Sẽ không chậm trễ việc học hành, chỉ cần 2 3 tháng thôi kiếm hiệp Trung Quốc tiên hiệp nữ cường tiên hiệp cổ đại linh dị đô thị bách hợp sùng. Ta chính là cô nương như thế sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly cô vợ bất đắc dĩ của lăng thiếu. chương 394, trên trời. Lúc huynh nói lời này với cha, thật ra ta đang ở phía sau bình phong. Sau khi huynh đi, cha hỏi ta có suy nghĩ gì? Gương mặt nàng hơi xấu xa. Ta nói, bà không được cho đủ, người cũng không được cho đủ thì ta đã đồng ý xây lục thời dùng sức đấm ván giường một cái, hơi thẹn quá hóa giận. Có một người, lừa trừ sư huynh 200 lượng, lừa đường sư huynh 300 lượng, sau đó góp thêm số bạc mình cất giữ mấy năm vào, ừm, đại khái được ba mươi mấy lượng nhỉ. Đáy mắt nàng có ánh nước trực trào. Hắn còn tìm tam bàn hỗ trợ, trưởng quý tiệm rèn sắt kia cũng bị hắn mời vào phủ, bảy thư sinh hậu viện, thật sự bị hắn ép hết sức. Thời gian ba tháng, hắn ngoại trừ đọc sách, cho ngựa ăn, thì đều đang làm việc. Hắn nói ít nhất, làm nhiều nhất, buổi tối đọc sách xong, còn không quên đi qua bên kia dạo một vòng. Ngày Khánh Thành lầu kịch, người khác đều tới, chỉ có hắn không tới, nói là không khỏe. Hôm đó ta nghe xong, đi tới cửa viện hắn, suy nghĩ hồi lâu vẫn không đi vào, chỉ đứng ở cửa, mắng một tiếng. Đồ ngốc! Không biết hắn có nghe thấy hay không? Lục thời không nghe thấy. Hắn đang nằm trên giường ngáy ngủ. Ba tháng, thực sự khiến hắn mệt mỏi quá sức. Huynh có biết, sau khi cha xem vở kịch kia, đã nói gì với ta không? Nàng lại lấy khăn mặt trên chán hắn, đi tới trước bồn rửa mặt thấm ướt. Lục thời nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy cả người chợt không còn chút sức lực nào. Là một loại cảm giác rất bất lực. Ông ấy nói, đứa nhỏ Sơn Thạch này có thể gánh vác trọng trách, vì thế ta đánh bảo hỏi. Nàng xoay người, dựa vào cửa sổ, im lặng nhìn hắn. Cha, cha có thích hắn không? Giống như một con dao găm, đột nhiên đâm vào tim lục thời, đó là nơi mềm mại nhất, không có năng lực phòng ngự nhất của hắn. Hắn cảm giác được cơn đau, lại cảm thấy không có đau quá. Ngươi đoán xem, cha ta trả lời thế nào? Lục thời chẳng dám thở ra, cứ nghẹn ngào như vậy, chỉ sợ một cái hô hấp của hắn lại khiến nàng mất hứng, không chịu nói ra câu trả lời của tiên sinh. Nàng đi lên phía trước, lần thứ ba đắp khăn lông lên chán hắn, sau đó đôi môi chậm rãi cong lên, biến thành một độ cong dịu dàng. Cha nói con gái của ta thích thì ta cũng thích. Lục Thời không nhúc nhích, giống như tự của hắn vậy. Sơn thạch, núi đá là yên tĩnh, là im lặng, là lạnh như băng, nhưng giờ phút này tim của hắn lại là nóng, hơn nữa còn đập nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chắc chắn là một giấc mơ. Hắn nghĩ, vì sao lại không chân thật như vậy, hư vô mờ mịt như vậy? Thật lâu sau, hắn mở đôi môi khô nứt ra, vừa định nói chuyện, thì thiếu nữ đã che miệng hắn lại. Lục thời, thật ra ta. Đôi mắt nàng như lửa đốt cháy. Chưa từng chịu khổ như thế, ta rời khỏi lâm bích ngay cả tóc cũng không chảy. Chấm, Harry Potter fanfic. Đường sư huynh không có nói quá, đoạn đường này khiến xương cốt của chúng ta sắp bị sóc nát rồi, nhưng ta còn bảo người đánh xe nhanh một chút, nhanh hơn một chút, ta. Ta sợ tới chậm để một mình huynh phải khổ sở. Huynh khổ sở nhiều chuyện như vậy, ta lại không giúp được gì, nghĩ thầm thôi thì ở bên cạnh được thì tốt rồi. Lúc nương đi, ta quả thực cảm thấy không thể sống nổi, là cha và Lâm Bích vẫn luôn ở bên cạnh ta. Câu nói cuối cùng của nương là nói với cha, bà nói. Trên đời này chuyện gì cũng không thoát khỏi một chữ quên tốt, xấu đều phải quên, mới có thể đi về phía trước. Chấm. Lục thời nhìn nàng không chớp mắt, mắt cay cay, nước mắt chảy xuống. 26 năm, hắn sống 26 năm, đến hôm nay mới giật mình phát hiện, nữ nhân kia lại đóng vai trò bầu bạn trong sinh mệnh của hắn. Cho dù vai diễn này bà đóng không đạt, nhưng ít nhất hắn vẫn còn một người có thể nhớ thương, cho nên bà đi rồi, hắn mới cảm thấy trời đất bao la này chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng bây giờ, đường chi vị đến rồi. Từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngồi ở trước mặt hắn. Lục thời vươn tay, nắm lấy nửa ngón tay cô đặt trên môi mình. Nàng, có thể ở bên ta bao lâu? Nàng nhẹ giọng nói. Rất lâu, rất lâu. Nàng không sợ, không sợ. Nàng mỉm cười, cười đến cực kỳ yêu khí. Ta không phải thôi oanh oanh, ta là đường chi vị, nương ta một tay nuôi lớn, ta sẽ không nhìn lầm người, huynh tin không, lục thời. Ta tin, đường chi vị. Lục thời bỗng nhiên nhớ lại 6 năm trước, ở chùa Tĩnh An, Hắn nhân lúc trời tối mò đến cửa Tây Viên, nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Lâm Bích, thầm chất vấn ông trời, trên đời này sao có thể có một loại người như vậy, không chỉ có cha thương, còn có mẹ thương. Tại sao có người ở trên trời, có người ở dưới âm phủ? Ông trời ơi, ta sai rồi. Thì ra ta vẫn luôn sống ở trên trời. Thời gian đã trôi qua thật lâu. Trên sân khấu, cuối cùng thư sinh cũng trung cử. Hương cũng chỉ đốt được một chút Yến Tam hợp khẽ gọi một tiếng. Bất ngôn, vâng. Lý bất ngôn đứng dậy. Chu Thanh, Hoàng Kỳ lập tức cũng đi theo nàng ra ngoài. Đúng lúc này, một đám khói trắng kia bỗng nhiên bất an lay động. Một lát sau, khói trắng bay về phía Yến Tam hợp, quấn ở trên cánh tay của nàng. Yến Tam hợp giơ tay kia lên, vỗ nhẹ khói trắng, cười nói: Đừng lo lắng, ngươi cứ yên tâm đi, hắn sẽ chạy tới gặp ngươi thôi. Tiểu Bùi ra ngây ngốc nhìn, lại ngây ngốc hỏi một câu. Tại sao lại chạy? Bởi vì, Tạ Chi Phi nói tiếp, trong lòng nhớ nhung một người thì chẳng thể chờ được giây lát, cho dù là chạy đi gặp thì cũng chỉ hận mình không chạy đủ nhanh. Yến Tam hợp, sao hắn lại nói những lời ta muốn nói? Tiểu Bùi gia, tên nhóc này tám phần là động xuân tâm với ai rồi, nếu không thì sao lại nói được những lời như thế? Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên nổi gió tả chi phi và tiểu bùi ra chỉ cảm thấy đau mắt không kịp nhắm lại gió thổi bay mái tóc đen của yến tam hợp rơi một đoạn cho hương cuối cùng khi cho hương im lặng rơi xuống đất trong đầu yến tam hợp chợt nghe được một tiếng kẹt chấm ngay sau đó một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng cảm ơn ngươi ta đi đây đi đi đường chi vị nhân quỷ khắc đường đây không phải là nơi ngươi nên ở yến tam hợp hít sâu một hơi nhẹ giọng nói. Quan tài của nàng khép lại rồi. Tiểu bùi ra. Nhanh vậy sao? Tạ chi phi. Vậy có phải ngươi sắp ngất rồi không? Yến Tam Hợp gật gật đầu, ánh mắt nhìn thư sinh trên đài, sau đó rũ mắt xuống, lặng lặng chờ đợi mình ngất xỉu. Một giây, hai giây, ba giây. Trên sân khấu, tiếng trống cuối cùng rơi xuống, Yến Tam Hợp phát hiện mình vẫn tỉnh táo. Lạ thật, nàng ngẩng đầu, phát hiện tạ chi phi, tiểu bùi ra đang lo lắng nhìn nàng. Yến Tam hợp học dáng vẻ của Lý Bất Ngôn, nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết vì sao, đồng thời ánh mắt vội nhìn về phía sân khấu. Vừa nhìn thì quá sợ hãi. Hắn biến mất rồi. Tạ Chi Phi rất nhanh phản ứng lại. Chúng ta cũng mau rời đi thôi. Yến Tam hợp vội cầm lấy hai cành hoa quế trên bàn, dùng sức kéo tiểu bùi ra còn đang ngẩn người. Nhanh! Trường 395, biến cố thời gian trầm rãi trôi qua, thoáng cái nàng đã 16 tuổi. Đường chi vị 16 tuổi, đã xinh đẹp động lòng người, giống như là bước từ trong tranh ra vậy. Mấy lần các quý nữ so đấu cầm kỳ thi họa, để cho nàng có danh tiếng đệ nhất tài nữ thành tứ cửu, thì người tới cửa cầu hôn nối không dứt. Nàng một mực không chịu gặp, cũng không cho đường lão ra gặp. Đường lão ra bất đắc dĩ, đành phải nói với bên ngoài mình muốn nuôi con gái ở nhà thêm hai năm. Hắn 26, thêm 3 tháng nữa thì sẽ tham gia khoa thi mùa xuân. Trong đám bà mối cũng có rất nhiều người nhắm về phía hắn. Hắn là học trò của thái sư thái tử, khoa thi mùa xuân qua đi 89 phần 10 sẽ một bước lên trên, có vài cao môn thế gia có tầm nhìn xa vì thế đã nhắm vào hắn. Hắn phiền không chịu nổi, dứt khoát lấy cớ nơi đó bị thương, từ chối hết. Không ai nghi ngờ cái cớ này là thật hay giả nam nhân 26 bình thường đã sớm qua tuổi cưới thê tử sinh con, ai lại giống như hắn, bên cạnh chẳng có nữ nhân nào. Tiên sinh sau khi biết đã mắng hắn cho một trận, trên đời này có nam nhân nào lại lấy mệnh căn của mình ra đùa giỡn. Còn hỏi hắn rốt cuộc đã nghĩ gì thế? Lục thời thật muốn hỏi ngược lại một câu, con gái bảo bối của người nghĩ như thế nào, người biết không? Đúng thật là bị thương, bị cành cây cắt sách, rồi khâu lại. Đường kỳ lệnh cả kinh nửa ngày không nói ra một câu, vỗ vỗ vai hắn, nói. Khoa thi mùa xuân qua đi, ta sẽ tìm thái y tốt nhất chữa cho con. Hai tiểu sư đệ sau khi biết được, lập tức viết thư cho phụ mẫu trong nhà, nhờ bọn họ giúp đỡ tìm tìm cao thủ dân gian chưa nam căn. Chỉ có nhà đầu kia sau khi nghe nói, ánh mắt nhìn hắn trở nên thâm trầm, lúc vô tình đúng phải ánh mắt hắn, khóa miệng chợt nhét lên nụ cười lạnh lẽo nụ cười lạnh lẽo tựa như đang nói với hắn ta đã sớm nhìn thấu tất cả chuyện của ngươi nhưng ta không nói ta chỉ muốn nhìn xem hai chúng ta ai làm gì được ai lục thời ở thầm cười khổ nhà đầu này còn bình tĩnh hơn hai năm trước biến cố xảy ra một ngày trước tết nguyên tiêu nằm đó ngày đó hắn đang ở trong phòng ôn thi thì có người gọi hắn đến thư phòng lão ra một chuyến hắn đi vào thư phòng phát hiện bên cạnh tiên sinh ngồi một gương mặt xa lạ Người nọ thấy hắn đến, thì đầu tiên là thở dài, sau đó mới mở miệng nói chuyện. Lục thời nghe xong thì chẳng có biểu cảm gì, trong đầu trống rỗng, chờ đến khi hoàn hồn, người nọ đã rời đi. Cửa thư phòng, kẹt, một tiếng đóng lại, lúc này, hắn mới cảm thấy ngực mình trở nên đau đớn. Nữ nhân ngoại tình, bị dìm chết. Hắn bị lễ bộ hủy bỏ tư cách thi vào khoa thi mùa xuân. Tiên sinh rót cho hắn chén trà nóng. Con trai, về nương con, lục ra, con có gì muốn nói với ta không? Con, vừa mở miệng, lục thời phát hiện đến hô hấp của mình cũng run rẩy những tháng ngày đọc sách quên ăn quên nhì, trong miệng nổi lên một vết loét rất đau. Hắn ngơ ngẩn lắc đầu, đường kỳ lệnh không hỏi nữa, lấy trong ngăn kéo ra mấy tấm ngân phiếu. Những chuyện khác cứ bỏ qua một bên, con về xem thử đi, mấy năm nay con chưa bao giờ nhắc tới lục ra, ngày lễ ngày Tết cũng không về, con không nói, ta cũng không hỏi. Thời buổi này, trong lòng ai mà không chút tâm sự chứ? Lục thời cầm ngân phiếu lên, quỳ dạp xuống đất, dập đầu ba cái, vừa vang vừa mạnh. Tiên sinh đi tới trước mặt hắn, một tay nâng hắn dậy. Con người không phải thần minh, không thế nào làm chuyện gì cũng đúng, còn có lúc làm sai, ta cũng có lúc làm sao, bà đã cho con một mạng, con cũng phải tha thứ cho bà. Tha thứ cho bà không phải xuất phát từ hiếu đạo, là vì buông tha chính mình. Con à. Đường kỳ lệnh vỗ vỗ vai hắn, tiếc hận. Con phải tự buông tha chính mình, còn biết không? Lục thời nghĩ thầm, hắn là buông tha chính mình, nhưng ai có thể buông tha hắn đây? Từ chuồng ngựa xem xong sách, quay về viện, tổng cộng phải đi 952 bước. Mỗi buổi tối dù mưa to gió lớn, hắn đều phải nghiêm túc đi hết 952 bước này. Chưa từng có một ngày nào gián đoạn. Hắn tự nói với mình, không phụ không mẫu chẳng tính là gì, Khởi đầu muộn cũng chẳng tính là gì, mốc hơn người khác cũng chẳng sao, chỉ cần hắn được ăn cả ngã về không, kiên nhẫn dốc lòng, một ngày nào đó, người có thể bước ra con đường có ánh mặt trời. Nhưng tại sao? Tại sao rõ ràng hắn sắp đứng lên, ông trời lại còn muốn đè hắn xuống đất, rồi lại dẫm mạnh lên người hắn? Là muốn cho hắn mãi mãi không thể xoay người sao? Hắn là một đứa con hoang chỉ xứng để người người khinh thường thôi ư? Trên đường Lục Thời cưỡi ngựa từ Kinh Thành chạy tới Phủ Kim Lăng, không nhịn được lặng lẽ rơi lệ. Do bác thổi qua, hắn nếm được sự đau đớn như cắt xương khoét thịt, sự đau đớn này nếu đổi từ khác thì gọi là tuyệt vọng. Nửa tháng sau, Lục Thời về tới huyện Lục Hợp Phủ Kim Lăng. Xa cách 10 năm sau lại trở lại Lục Gia, ánh mắt người Lục Gia nhìn hắn cực kỳ phức tạp. Trong sự chú ý của mọi người, hắn đi tới sân trước, thi thể nữ nhân kia đang đặt ở trong chính đường lục thời vén chăn lên nhìn, sau đó xoay người nói với người nam nhân nên gọi là cha. Ta trông bà ba ngày, ba ngày sau đưa tang, cái này, không chôn phần mộ lục ra. Nam nhân gật đầu, lại thở dài. Chuyện đưa tang này. Lục thời lạnh lùng ngắt lời. Ta trả tiền, ngươi không cần lo. Nam nhân phất tay áo rời đi. Lục thời đóng cửa viện lại, đốt bếp lò nấu nước, tìm chỗ gỗ nhúng khăn mặt, lại tìm một bộ giày vớ sạch từ trong dương. Làm xong tất cả những điều này, hắn đi đến mỏ đá. Tuy rằng 10 năm trôi qua, nhưng nơi đó còn có mấy người bạn của hắn, hắn chắc chắn phải hỏi thăm thử, nữ nhân kia có đáng chết hay không, có người nào hại nàng hay không. Quả thật là ngoại tình. Quả thật đã thương lượng muốn cướp bạc của Lục gia với gian phu. Quả thật sau khi bị Lục gia phát hiện, hai người vì mạng sống mà chạy tới nha môn đánh trống kêu oan, thậm chí còn lấy tên Lục thời gia nhưng người thật sự đáng chết không phải nữ nhân kia mà là người nhặt đá tên a phong là hắn thấy nữ nhân phong vận vẫn còn trong tay lại có nhiều bạc mới bày ra kế sách cho hai người ngẫu nhiên gặp nhau lại dùng tấm lòng chân thành và lời ngon tiếng ngọt rỗ bà cướp nhà họ lục cũng là chủ ý của nam nhân kia sau khi chuyện này bại lộ cũng là hắn chạy tới nha môn kêu cứu bởi vì chỉ như vậy hắn mới có thể sống về phần nữ nhân kia sống hay chết đứa bé trong bụng sống hay chết thì không liên quan đến hắn. Lục thời lại nghe thêm một tin tức từ bản của hắn, rằng hắn đã là thất gia lục phủ thực sự, trên gia và có thêm tên của hắn. Sau khi lục thời tạ ơn bằng hiểu, vừa hồi phủ đã trực tiếp tìm tộc trưởng lục phủ, yêu cầu xóa tên, cũng thẳng thắn thừa nhận mình không thể tham gia khoa cử nữa, cũng bị đường kỳ lệnh trục xuất khỏi sư môn rồi. Tộc trưởng lục gia nghe xong, không chút do dự, lập tức gọi tộc nhân tới mở từ đường, vùng bút lên xóa tên lục thời ra. Ba ngày sau, đưa tang nữ nhân. Lục thời chẳng thèm dùng quan tài, trực tiếp khiêng thi thể nữ nhân ra khỏi nhà họ lục. Không ai ngăn cản hắn, càng không có ai tới tiễn hắn. Nam nhân mà hắn nên gọi một tiếng phụ thân kia, sau khi nghe nói hắn bị trục xuất khỏi sư môn, thì nhổ một ngụm đờm dày xuống đất, mắng một câu. Tạp trùng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 396, chặn lại trong phòng thay đồ. Lục thời dùng khăn lau đi màu vẽ trên mặt, cởi trang phục diễn, thay xiêm y của mình. Trình phù giao kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, thấy hắn đã xong thì nói. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Được. Xuyên qua một con đường nhỏ tối đen như mực, tiếng ồn ào náo động của lầu kịch dần dần rời xa. Cuối đường, lục đại đang đứng đó. Lục đại thấy lão ra tới, bèn tiến lên đỡ lấy. Lục thời đẩy tay hắn ra, ôm quyền với Trình Phù Giao bên cạnh. 18 năm qua, làm phiền Trình ban chủ rồi. Đại nhân nói cái gì vậy? Trình Phù Diêu vội vàng xua tay. Không có đại nhân, sẽ không có sướng xuân viên hôm nay. Lục thời chậm rãi nói. Núi cao sông dài, Trình Huynh, chúng ta tạm biệt ở đây. Trình Phù Giao tuy rằng trong lòng đã có dự cảm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Sau này ngày còn đến chưa, đại nhân? Sẽ không, vậy. Ta tiến đại nhân, không cần tiến, đến đây là tốt rồi. Lục thời vừa dứt lời, lục đại đã nhíu mày, lớn tiếng quát. Đi ra đây. Trong bóng đêm, từng người một đi ra, cả thầy sáu người. Trình phù giao chân kinh. Sao các ngươi tìm được nơi này? Đương nhiên là trăm phương ngàn kế. Yến Tam Hợp đi lên trước, đứng lại trước mặt lục thời. Lục đại nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trên mặt lục thời không có chút bất ngờ, giống như đã đoán trước mấy người bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến tìm ta có chuyện gì đến nói với lục đại nhân một tiếng lúc tiếng chống kịch kết thúc quan tài của nàng cũng đã khép lại lục thời gật đầu tỏ ý mình đã biết trước khi đi nàng còn nói với ta một câu khóe miệng yến tam hợp cong lên lộ ra sự xảo quyệt ta muốn chuyển lời của nàng cho lục đại nhân cũng muốn mời lục đại nhân nói về chuyện cũ năm xưa yến cô nương ta còn có việc nếu như một câu nói của nàng còn chưa đủ phân lượng vậy thêm cái này yến tam hợp không cho lục thời cơ hội từ chối lấy sau lưng ra hai cành quế hoa đưa đến trước mặt hắn đủ chưa đủ chưa lục thời chậm rãi nhắm mắt lại mùi hương thơm ngát xông vào mũi đây là hoa hắn thường đặt trong khuê phòng sau khi trở lại đường ra nàng nói nàng thích loại hoa này nhất dường như trong một đêm hoa đã nở khắp nơi nhưng nàng đâu thực sự thích chẳng qua là mượn ý để ám chỉ, tương lai hắn sẽ có một tương lai tốt. Vì tiền đồ của hắn, nàng còn cắm ở thư phòng của tiên sinh mỗi ngày, khiến cho tiên sinh không nhịn được nữa, cảm thán con gái lớn không giữ được. Lục thời mở mắt, ánh mắt không nhìn yến tam hợp, mà dừng trên người tạ chi phi và bùi tiếu. Con trai của đại thần nội các tạ đạo chi, trường tử của thế gia thái y bùi gia, hai vị ngăn cản ta, không sợ gây ra phiền toái ư. Tạ chi phi tiến lên, cung kính hành lễ. Nếu đã tới thì sẽ không sợ." Tiểu Bùi gia còn chưa từng cung kính như vậy với cha ruột hắn. Sợ cũng vô dụng, lão đại nhân, con người ta hay tò mò, nếu có bí ẩn không giải được, ta ngủ không ngon, ngài làm việc tốt đi mà." Lục Thời lặng lặng nhìn bọn họ một hồi, xoay người. "Trình viên chủ, có chỗ nào yên tĩnh để ta nói vài câu với mấy người trẻ tuổi không?" "Có, đại nhân mời đi theo ta." "A à, đại ngươi ra ngõ nhỏ quan sát đi. Sắc mặt lục đại khẽ biến. Lão ra, không cần lo lắng. Lục thời nhận lấy hoa quế trên tay yến tam hợp, ném xuống đất. Một nắm xương già, bọn họ cũng không đến mức hại ta đâu. Yến tam hợp nhìn xuống đất, tim đập rất nhanh. Người này, trung quy vẫn không làm theo lẽ thường. Nơi yên tĩnh mà trình phù giao nói, đúng là một ngồi thủy tạ nằm dưới nước. Bài trí bên trong cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy cái bàn và một bàn trà tạ chi phi nhìn xung quanh trình viên chủ có thể mượn bàn trà của ngài dùng một lát không trình phù giao không thèm liếc tạ chi phi một cái chỉ nói với lục thời đại nhân cứ thoải mái nói ta ở bên ngoài trông coi tạ chi phi hơi xấu hổ lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt này của mình cũng không có tác dụng gì lớn đúng lúc này yến tam hợp khẽ ho một tiếng chu thanh hoàng kỳ liếc nhau tản ra bốn phía sau thủy tạ. Lý bất ngôn thì cầm lấy ấm, bắt đầu nấu nước pha trà. Sau khi bốn chung trà đổ đầy nước nóng, nàng lập tức đóng cửa thủy tạ lại, ẩn vào trong đêm tối. Trên mặt lục thời có vài phần bất ngờ. Yến Tam hợp mỉm cười với hắn. Thân phận lão đại nhân, những lời lão đại nhân sắp nói, chúng ta không thể không thật cẩn thận. Lục thời ven áo lên, ngồi xuống ghế. Yến cô nương, không phải cẩn thận là có thể lái được thuyền vạn năm được lời này nghe thì bình thản không có gì lạ nhưng nếu tỉ mỉ ngẫm lại thì yến tam hợp kinh hãi nghẹn lời tả chi phi vội nói cẩn thận là chuyện tốt nếu không liên lụy đến lão đại nhân liên lụy lục thời bỗng nhiên cười ha hả hắn cười bất ngờ không kịp đề phòng giọng lại lớn khiến bọn yến tam hợp hoảng sợ tiểu bùi ra gấp đến độ dậm chân lão đại nhân ngài đừng cười nữa coi chừng lại rước sói đến. Lục thời nhìn bùi tiếu. Sói không phải nghe tiếng mà tới, là người mùi tự mình chạy tới. Ái chà, lão đại nhân của ta ơi. Ngài đừng đánh đô bí ẩn gì nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Tiểu bùi ra sốt ruột đến độ chừng mắt. Nói đi, muốn nghe chuyện gì? Lục thời nhắm mắt lại, mệt mỏi, vừa mới hát kịch nên giọng cũng hơi khàn, nghe già nua mà trầm lặng yến tam hợp có muôn vàn lời muốn nói lại không biết hỏi từ đâu một lát sau nàng mới hỏi lão đại nhân học hát kịch lúc nào học với ai không có học với ai cả xem nhiều nên tự biết yến tam hợp đại nhân thích nghe diễn lục thời mở mắt nàng thích trả lời thẳng thắn yến tam hợp phát hiện lục thời người này chỉ thoáng chốc đã trở nên thoải mái cho nên ngay từ đầu ngươi đã biết tâm ma của nàng là ngươi chỉ có thể là ta yến tam hợp vì sao chắc chắn như vậy lục thời không đáp mà hỏi ngược lại có phải trước khi chết nàng đã cởi ni bào thay một bộ thủy điền y còn mặc một đôi giày thêu có thể nhìn thấy ánh trăng dưới ánh đèn yến tam hợp ngươi nói đúng hơn nữa nàng còn bôi son đều là những thứ ta tặng nàng lục thời vươn tay sờ vết chai trong lòng bàn tay lắc đầu để tặng nàng những thứ này ta đã rèn sắt rất lâu vết chai cũng nhiều hơn rất nhiều. Không đợi Yến Tam hợp hỏi lại, hắn lại nói. Ta cũng giống như Trương Sinh trong kịch, từng là một thư sinh nghèo. Yến Tam hợp. Chuyện của Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh trong kịch là chuyện của ngươi và nàng. Lục thời trả lời rất kiên định. Không phải. Yến Tam hợp. Nếu không phải, tại sao sau khi ngươi hát đoạn kịch đó, tâm ma của nàng lại được giải? Ánh mắt lục thời nhìn ra ngoài thủy tạ, mang theo vài phần xa xưa. Yến cô nương có từng đến nhà Nghiêm Như Hiền xem thứ chưa? Yến Tam hợp, đến rồi. Lục Thời, trong hậu hoa viên có một lầu kịch, cô nương có thấy không? Chương 397, đau lòng. Lầu kịch? Không chỉ thấy, còn ngồi ở phía dưới thật lâu, nếu không phải mưa lớn, ta còn muốn ngồi lâu một chút. Lục Thời, Yến cô nương thích nơi đó sao? Yến Tam hợp, thích. Lục Thời, vì sao lại thích? Yến Tam hợp rất nghiêm túc suy nghĩ tâm trạng lúc đó. Lầu kịch kia nói cho ta biết, nó có câu chuyện. Là ta xây cho nàng, mỗi một khối gỗ đều do ta khiêng đến. Hắn lại xây một lầu kịch cho nàng. Yến Tam hợp kinh hãi. Ta là một thư sinh nghèo, không xứng với nàng, nàng không chê, tiên sinh cũng không chê. Lục Thời dừng một chút, tiên sinh nói, lầu kịch kia coi như là xính lễ. Yến Tam hợp và Tạ Chi Phi liếc nhau bởi vậy xem ra bọn họ không phải tư định trung thân mà có đường kỳ lệnh gật đầu đồng ý nhưng nàng nói vẫn chưa đủ nàng nói lục thời chợt cười cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lại trước khi thành thân một ngày ta phải giả làm diễn viên đến lầu kịch hát cho nàng nghe một đoạn suy nghĩ của nàng luôn kỳ lạ cổ quái ta cũng hết cách với nàng thì ra đây là ước định giữa bọn họ nhưng bởi vì biến cố mà không thực hiện được rất nhiều năm sau Nàng mặc y phục hắn mua, giày hắn mua, bôi son hắn mua, lặng lẽ đến nơi đã hẹn. Không ngờ lại bởi vì sự ghen tị của lão Ni Tuệ Như, khiến mong ước nhiều năm của nàng thất bại, thế cho nên mới có tâm ma. Mà hắn thì đóng vai diễn viên, hát cho nàng vở kịch này, thong dong thực hiện lời hẹn này. Diễn xong, tâm nguyện của nàng đã xong, tâm ma gỡ bỏ, quan tài khép lại, tiền căn hậu quả đều nói thông suốt ánh mắt Yến Tam hợp lần nữa nhìn về phía lục thời. Con hát là Hạ Cửu Lưu, mà thư sinh là người thanh cao kiêu ngạo nhất trên đời này. Nhưng thật kỳ diệu, lục thời giờ phút này dường như chính là thư sinh bước ra từ trong kịch, không hề có cảm giác không hòa hợp. Đại nhân có thể kể chuyện xưa giữa ngươi và nàng không? Ta và nàng... Lục thời im lặng thật lâu. Không có gì để nói. Tiểu bùi ra nóng này. Sao không có gì để nói? Các người gặp nhau như thế nào, bắt đầu như thế nào, lại là như thế nào? Bùi công tử, Lục Thời lên tiếng ngắt lời. Có một số chuyện không cần tất cả mọi người biết, nàng biết, ta biết là đủ rồi. Bùi Tiếu bất lực nhìn Yến Tam Hợp, hắn nói đủ rồi, làm sao bây giờ? Yến Tam Hợp im lặng. Lão đại nhân, chúng ta chỉ muốn biết nàng là người như thế nào. Ngươi là người như thế nào? Mấy năm nay các ngươi làm sao trải qua được? Tính tình nàng không tốt lắm tính tình ta cũng không tốt, nàng nhìn thấy ta, đã thay đổi tính tình, ta thấy nàng, tình tình đã thay đổi. Về phần những năm này, chúng ta đã sống thế nào? Lục thời dừng một chút. Lúc rảnh rỗi thì nhớ lại một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ về nàng, cứ như vậy là trải qua một năm lại một năm. Ngữ khí của hắn rất hờ hừng, đến mức chẳng nghe ra chút hỉ nộ ái ố nào, giống như đang nói một câu chuyện bình thường vậy. Trong lòng Yến Tam hợp lại nặng nề muốn chết, giống như bị một tảng đá lớn nặng ngàn cân đè lên vậy. 8 năm ở giáo phường Ti, 18 năm ở Am Thủy Nguyệt, suốt 26 năm, sao có thể là một năm lại một năm cứ như vậy trôi qua được? Đó là bao nhiêu ngày đêm chứ? Yến Tam Hợp bình tĩnh. Lão Đại Nhân không muốn nói chuyện giữa ngươi và nàng, vậy chúng ta bắt đầu từ khi đường ra bị xét nhà. Cũng không có gì để nói. Lục thời mặt không chút thay đổi. Nhân chứng vật chứng đều có, là thiết án, không lật được yến tam hợp nếu là thiết án nếu lật không được vậy tại sao cách nhiều năm như vậy đại nhân chỉ kiếm vào nghiêm như hiền vào lý hưng vào vị trên ghế rồng kia nghiêm như hiền ăn hối lộ trái pháp luật cùng lý hưng gian lận khoa thi mùa xuân ta thân là ngự sử chẳng lẽ không nên buộc tội sao lục thời bệ hạ dung túng nghiêm đảng cho nên nghiêm đảng mới làm loạn ta thân là ngự sử chẳng lẽ không nên khuyên can sao yến tam hợp nhìn hắn chằm chằm cho nên ý của lão đại nhân là bọn họ và vụ án đường ra không có mối quan hệ gì chỉ là chức trách của lục đại nhân thôi lục thời nói như chém đinh chặt sắt đúng yến tam hợp khẽ mình cười lão đại nhân sao có thể nói dối đúng lý hợp tình như vậy chứ tiểu bùi gia nếu như chúng ta không tham dự trong đó thì đúng là tin thật tạ chi phi lão đại nhân chắc chắn phải để mình làm kẻ ác phụ lòng người làm người vô tình vô nghĩa sao lục thời tránh né ánh mắt của ba người khẽ cao mày. Yến Tam Hợp đứng dậy, đến ngồi xổm trước mặt hắn, thấp giọng nói. Trên đường đi gặp đường Kiến Khê, hắn thiết lập ba con đường, đường lớn, đường nhỏ, và đường quỷ, mỗi một con đường đều có kết cục của con đường đó. Chữ ngôn đình đi con đường lớn, theo tiền thái tử, biến mình thành quỷ dưới đao. Đường Kiến Khê đi theo con đường nhỏ, sống như ẩn sĩ, nhìn như nhàn vân giá hạc, thực ra mỗi ngày đều bị dày vò. Còn ngươi, ngươi chọn con đường nào? môi lục thời bỗng nhiên run rẩy, run rất dữ dội. Trước khi đi nàng nói với ta, cảm ơn ngươi, ta đi đây. Ta cho rằng lời này là nói với ta, nhưng sau đó lại nghĩ không đúng, vì sao nàng phải cảm ơn ta, người diễn kịch trên sân khấu cho nàng xem đâu phải ta. Yến Tam hợp ngước mắt, lặng lặng nhìn hắn. Lời này của nàng là nói với ngươi, ngươi không nghe thấy, cho nên chỉ có thể mượn miệng ta nói. Lục thời nhìn lại Yến Tam Hợp, ánh mắt hắn dần biến hóa sâu nặng hơn trước rất nhiều. Ta nghĩ nàng biết được nỗi khổ của ngươi, cho nên mới nói như vậy. Lão đại nhân, ngài đã đi một con đường người không phải người, quỷ không phải quỷ. Môi lục thời giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi ý để lục đại suýt nữa bóp chết ta. Lúc ấy làm ta tức giận, trong lòng ta mắng ngươi hãy làm người đi. Sau đó ta mới hiểu được ngươi là vì muốn tốt cho ta, không muốn ta bị liên lụy vào. Ta thử suy nghĩ một hồi, nguyên nhân ngươi không muốn ta bị liên lụy, hẳn là vì vụ án của đường ra. Yến Tam hợp nắm lấy tay phải lục thời, vuốt ve từng vết chai thật dày trên bàn tay. Ngươi nói vụ án đường ra có nhân chứng vật chứng, là thiết án, không lật được, thực ra là không đúng, ngươi lật được, chỉ là không thể lật. Mắt lục thời chợt lấp ánh ánh nước. Cho nên, ngươi dùng cách khiến hoàng đế hạ tội kỳ chiếu, Dùng cách không muốn cho ai biết để lật án cho đường ra, có đúng không?" Yến Tam Hợp nói xong, không biết vì sao, bỗng nhiên hốc mắt ươn ướt. Trên đời này không ai kiên cố đến mức không thể phá được, cho dù là đế vương, thánh nhân, chắc chắn sẽ có một chỗ mềm bên trong. 26 năm, con đường người không người, quỷ không quỷ này, làm sao hắn có thể bước đi kiên định như thế, hắn không cô độc sao? Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, hắn không sợ sao? Ngôn tình ngược. Lão đại nhân, ta đau lòng cho ngài. Nàng nói. Lục thời nhìn Yến Tam Hợp đang rưng rưng nước mắt. Ngươi năm này bao nhiêu tuổi? Đại nhân hỏi ta lần thứ ba rồi đó. Yến Tam Hợp. Năm nay ta 17 tuổi, người ở Phủ Vân Nam. Lúc nàng 17 tuổi, cũng không thông minh như ngươi. Lục thời rút tay ra, vỗ vỗ mờ u bàn tay Yến Tam Hợp. Ngồi lên đi con. Yến Tam Hợp không thể tin vào lỗ tai mình. Ngươi bằng lòng nói rồi. Chương 398, lựa chọn. Bởi vì ngược sáng, mặt của Yến Tam hợp phần lớn bị ẩn trong bóng tối, để lộ ra ánh mắt rất sáng. Lục Thời hơi nặng nề, ta chỉ nói phần có thể nói thôi. Vừa dứt lời, một bàn tay lớn cầm cánh tay Yến Tam hợp, nhẹ nhàng nhấc nàng lên. Lúc ngồi vững lại, nàng vội nuốt nước mắt vào trong, sau đó quay đầu gật đầu với Tạ Chi Phi. Nhưng vẫn chậm một bước, Tạ Chi Phi đã nhìn thấy vết nước trên khóe mắt nàng nhà đầu này thật mềm lòng. Nguyên nói, tâm ma của nàng là một đoạn tiếng la. Lục thời không nhanh không chậm mở miệng. Lúc đường ra bị xét nhà, đúng lúc ta đang đi tuần phố vì chúng cử thám hoa, khi đó ở lầu kịch đường ra đang hát đơn đau hội. Trùng hợp vậy sao? Yến Tam hợp dần thấy hơi thở nặng nề. Nàng nhớ tạ chi phi từng nói, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đi tuần phố, sẽ dùng tiếng chiêm tiếng la mở đường. Cho nên, trong tâm ma của nàng có đoạn tiếng la kia, không riêng gì là tiếng la của hí kịch. Lục thời dường như không nghe thấy tiếng yến tam hợp, tự mình nói. Tam giáp tuần phố phải đi qua cầu Kim Thủy, gần cầu Kim Thủy có một cửa hàng, từ lầu hai đường ra nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ đoàn tuần phố rầm rộ. Hai chúng ta đã nói, nàng chờ ta ở lầu hai cửa hàng, ném một đóa hoa vào lòng ta, xem như cầu hôn ta. Quên nói, ta là một người không có gia đình, vốn định chúng cử rồi ở rẻ đường ra. Ta còn nói đùa, lỡ như ngươi không ném chúng thì làm sao bây giờ? Nàng nói không sợ, nàng sẽ chuẩn bị hơn trăm đóa, rồi cũng có một đóa có thể ném chúng ta thôi. Năm đó nàng 19, đã khổ sở chờ ta ba năm. Khi hắn đầu đội mũ ô sa kim hoa, mặc đại hồng bào, tay cầm khâm điểm thánh chiếu, cưỡi trên lưng ngựa cao ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nhưng không thấy bóng dáng nàng. Lúc ấy trái tim lục thời chợt sợ hãi. Sau đó ta đến hỏi tiểu nhị trong cửa hàng, tiểu nhị nói đại tiểu thư từ xa nghe được tiếng la, vô cùng vui vẻ, nhưng mà đúng lúc này, ám vệ phủ thái tử tới truyền lời, nói Cẩm Y vệ muốn xét nhà. Tiểu nhị nói mặt đại tiểu thư trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ, sau đó bị Lâm Bích kéo đi. Hắn nói sinh động như thật, trong đầu yến tam hợp không tự chủ mà hiện lên một hình ảnh. Đường Chi vị kinh hồn bạt vía về đến nhà, phát hiện Cẩm Y vệ đã bao vây đường phủ, mà giờ phút này trên sân khấu vẫn đang hát, tiếng la tiếng trống rộn ràng, hồn nhiên không biết tai ương ngập đầu sắp đến. Cho nên, tâm ma của nàng thực ra là hai đoạn tiếng la. Một đoạn là la lớn, là người trong lòng nàng được tung hô, đi lên đỉnh cao nhất cuộc đời trong tiếng chiêng trống. Yến tam hợp. Một đoạn là la nhỏ, là lúc vở kịch trên sân khấu vừa mới bắt đầu, nhưng màn thuộc về đường ra, sắp hạ rồi. Lục thời gật đầu. Người đời đều nói kịch như cuộc đời, lại không biết cuộc đời phải diễn tất khó, trong kịch tốt xấu gì cũng có hoa đẹp trăng tròn. Một câu nói nhẹ nhàng, không biết ẩn chứa bao nhiêu chua sót. Yến Tam Hợp, Tạ Chi Phi, Bùi Tiếu đều im lặng. Chuyện xét nhà này, nửa năm trước bọn họ vừa mới trải qua. Ngôi nhà rầm rầm khuynh đảo, mặc cho trước kia người có cao quý hiển hách bao nhiêu, kết quả chẳng qua chỉ là một miếng thịt trong tay người khác, mặc cho người sâu xé, làm nhục. Tiểu Bùi ra thở dài. Lão đại nhân sau khi biết được, hẳn là lòng nóng như lửa đốt. Đâu chỉ lòng nóng như lửa đốt, nghiền xương thành cho cũng chẳng đau hơn điều này. Lục thời nhìn đèn lồng bên ngoài thủy tạ. Cảm giác đó kêu trời không đáp, kêu đất không linh, sống không bằng chết. Cảm giác này ta đã nến qua rồi. Tiểu bùi ra lại thở dài. Sau đó thì sao, lão đại nhân? Sau đó, có người tìm được ta? Trái tim yến tam hợp khẽ run. Người này là ai? Lục thời tựa như không nghe thấy ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Hắn nói cho ta biết, vụ án này nhân chứng vật chứng đều có, là thiết án, lật không được, hắn nói cho ta biết, tiên sinh ở trong lao chuyển cho ta một câu, Sơn Thạch có thể gánh trọng trách, hắn còn hỏi ta, có bằng lòng đi một con đường khác, trả lại sự trong sạch cho đường ra hay không? Đầu chỉ yến tam hợp ngơ ngẩn, tạ chi phi và bùi tiếu cũng nghe đến choáng váng. Thì ra sau lưng lục thời, còn có một người nữa. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu quay đầu nhìn Yến Tam hợp, người này sẽ là ai? Còn có thể là ai? Có thể trong vòng nửa ngày điều tra được chứng cứ vụ án, có thể thò tay vào trong lao mục của cẩm y vệ, đưa mắt ra khắp thiên hạ lúc đó chỉ có một người có thể làm được. Yến Tam hợp kinh hồn bạt vía hỏi. Là người Đường Chi vì từ chối sao? Lục Thời khẽ gật đầu. Hắn mãi mãi nhớ rõ căn phòng tối ngày đó, căn phòng rất yên tĩnh, hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình. Tiếng thở dốc này, rất giống như người cận kề cái chết, cô kéo dài hơi tàn cho đến lúc tắt thở. Thật lâu sau, người nọ mới nói. Ta không biết ai ở sau lưng chờ tay thành mây, chờ tay làm mưa, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dù ta là thái tử cao quý, cũng có rất nhiều chuyện không thể làm, cho dù có kêu oan cho người thì sau tiếng oan uổng này, có lẽ là vạn kiếp bất phục. Lục thời nhìn hắn, cảm giác quần áo cả người mình đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nếu núi xanh còn đó, quỷ lửa vẫn như cũ, chúng ta đều phải bảo vệ chính mình trước, mới có thể bảo vệ bọn họ. Ta không ép ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, trước khi trời sáng cho ta một đáp án. Đêm hôm đó, trời rất tối, tôi đến mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Lục thời ngồi một mình trên ghế, không nhúc nhích, giống như một núi đá thực sự. Hắn tựa như lại nhớ về lại đêm ở huyện Lục Hợp, hắn cuộn mình ở trong chăn, cả người lạnh như băng, chờ mong có một bàn tay dịu dàng sờ lên chán hắn, kéo hắn từ điện diêm vương lên. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, sẽ không bao giờ còn bàn tay này nữa. Lục thời cúi người xuống, che mặt trong lòng bàn tay, nước mắt chảy không ngừng được chảy qua kẽ tay. Đây là lần cuối cùng trong đời hắn khóc giống lên, vì cô nương đó, vì vận mệnh đáng chết này. Khi trời tờ mờ sáng, lục thời đi ra khỏi gian phòng tối, liếc mắt một cái đã thấy thái tử đang đứng dưới tảng cây lục thời đi lên phía trước, nhìn hắn. Trong một đêm, sắc mặt của hắn dường như kém hơn rất nhiều, trong mắt đều là tơ máu. Ta có một điều kiện, ngươi nói đi, đừng để nàng phải chịu khổ quá nhiều. Hốc mắt lục thời hơi ửng đỏ. Nàng kiêu ngạo như vậy, không thể chịu nhục. Thái tử từ từ nhắm hai mắt lại, giọng nói hơi run rẩy. Lục thời, lúc ta quen nàng, nàng mới ba tuổi, 16 sáu năm, ta nhìn nàng lớn lên từng chút nàng gọi ta là ca ca, nàng thấy ta hay nhíu mày, bảo ta đừng nhíu nữa, nói như thế sẽ già rất nhanh. Lục thời không muốn nghe tiếp. Hắn liếm liếm đôi môi khô nứt, nói ba chữ ta bằng lòng. Thái tử, thế mà lại là tiền thái tử. Vì sao lục thời không ký tên vào huyết thư, từ chối sửa lại án xử sai cho đường kỳ lệnh? Bởi vì hắn biết trước, chút chuyện này hoàn toàn không tác dụng với vụ án vì sao hắn có thể làm tiểu quan của ngự sự đài trong lúc đường kỳ lệnh xảy ra chuyện mà không hao tổn lông tóc gì bởi vì có thái tử âm thầm hỗ trợ vì sao hắn quanh năm không ở kinh thành bởi vì hắn muốn cho mọi người quên đi mối quan hệ giữa hắn và đường gia từng bước xây móng để sau này sửa lại án sai của đường gia vì sao từ chối đề nghị của trừ ngôn đình không làm vị khách trong đêm hoa khôi của đường chi vị bởi vì hắn muốn sắm vai một nhân vật phụ lòng vong ân phụ nghĩa để cho tất cả mọi người trên thế gian đều nhìn thấy mặt vô tình vô nghĩa của hắn. Chuyện này, đường chi vị có biết không? Yến Tam hợp hỏi. chương 399, chống đỡ. 8 năm ở giáo phường ti, nàng không biết. Vì sao không cho nàng biết? Yến Tam hợp rũ mắt xuống. Sau khi nàng biết, có thể khiến nàng có động lực sống sót. Con sai rồi, con à. Đáy mắt lục thời kết một tầng xương. Nếu để cho nàng biết, nàng sẽ sống không nổi hoặc là đập đầu chết, hoặc là dùng dây thừng treo cổ chết, hoặc là nuốt một khối vàng lúc trời đêm. Yến Tam hợp nghẹn họng nhìn chân chối, rất lâu mới tìm được giọng nói của mình. Là nàng không muốn liên lụy đến người sao, ta nhớ gió cửu cô nương quý phủ, là tự sát ở trong ngục. Yến Tam hợp nhìn bùi tiếu một cái. Phải, tại sao nàng không thể sống sót? Lục thời cười gằn. Chỉ bởi vì nàng bị nam nhân làm nhục một chút, nghe người bên ngoài nói vài câu mát mẻ, bị nương ruột nhà mình mắng vài câu sao? Mí mắt tiểu bùi ra giật giật. Đó là vì sao? Lục thời gần từng chữ. Không yêu, không hận, không hy vọng, không vướng bận, còn phải chịu sỉ nhục, không bằng chết đi cho rồi. Yến Tam Hợp nghe ra thâm ý trong lời này. Ý của ngươi là, nàng hận ngươi, cho nên cố chống đỡ đến 8 năm sau. Yến cô nương, nếu như ngươi vốn là người trên đỉnh Thanh Vân, dỗ y tay ra là có thể chạm tới bất cứ thứ gì, cuối cùng rơi vào giáo phường ti, dựa cửa bán nụ lụ cười. Lục thời nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi có thể sống nổi không? Ta, Yến Tam Hợp, vì thâm thù đại hận, có lẽ ta sẽ cắn răng sống sót. Có thể sống được bao nhiêu năm? Lục thời bình tĩnh nói. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm. Yến Tam Hợp bị những con số liên tiếp này làm cho kinh ngạc, lập tức hiểu được. Nàng là một người không có trí nhớ ký ức của nàng là nhờ vào từng giấc mộng sau mỗi lần hóa niệm giải ma. Nàng chờ đợi mỗi một tâm ma đến, nàng phá giải chúng nó, đóng quan tài lại cho từng người chết. Tâm ma cho nàng hy vọng được sống, việc tìm gốc rễ của mình cho nàng hy vọng sống, việc điều tra ngọn lửa lớn kia cho nàng hy vọng sống. Nếu như không có những thứ này, nàng không thể kiên trì được nhiều năm như thế. Mà thư chống đỡ cho một người từ đỉnh Thanh Vân, cuối cùng lưu lạc thành kỹ nữ sống sót, chỉ dựa vào chút hy vọng tiền thái tử thượng vị là không đủ. Nàng có thể sống sót qua một năm, hai năm, tuyệt đối không thể đến tám năm. Còn phải thêm vào sự ruồng bỏ của người trong lòng. Lục thời, một tên thư sinh nghèo, nhờ đường ra mà từng bước đi đến bây giờ, cùng nàng hẹn ước trăm năm, tự tay xây cho nàng một lầu kịch, người nguyện một lòng bạc đầu dai lão, mãi mãi không rời xa. Kết quả không chỉ không cứu nàng, không cứu đường ra, mà còn giống như con rùa đen rụt đầu tránh xa, không có đôi câu vài lời, thì đổi lại là ai cũng sẽ không cam tâm. Ai có thể không hận chứ? Vì thế, Yến Tam Hợp trả lời câu hỏi vừa rồi của lục thời. Vụ án đường ra, là sự không cam lòng là chết không nhắm mắt, bị đại nhân ruồng bỏ, là nỗi hận khắc cốt ghi tâm, cộng thêm hy vọng ở thách tử, chỉ có ba điều này, mới chống đỡ đường chi vị ở nơi như giáo phường ti, kéo dài hơi tàn mà sống sót ánh mắt lục thời sâu không thấy đáy. Con à, con thật sự rất thông minh. Yến Tam Hợp được khen cũng không thấy vui vẻ. Bởi vì Yến Hành, nên nàng luôn cảm thấy chút chuyện tình yêu giữa nam nữ, đều tràn ngập tính toán và lợi dụng, đều mục đích và mưu đồ riêng. Nhưng chưa từng nghĩ thế gian này còn có một lục thời. Như vậy, nàng biết được khổ tâm của ngươi là lúc nào? Là lúc đến am thủy nguyệt sao? Nếu như ta đoán, nàng đã biết từ năm thứ sáu ở giáo phường ti, các người có tin không? Tiểu bùi ra chờ không kịp hỏi một tiếng. Vì sao? Bởi vì hắn không thành thân. Yến tam hợp. Người khác chỉ biết hắn không thành thân là bởi vì mệnh căn hỏng. Chỉ có đường chi vị biết, mệnh căn hắn không hề hỏng. Tiểu bùi ra đỏ lên. Ai ra, bọn họ còn chưa thành thân, đã. Bùi minh đình. Yến tam hợp cảm thấy tên nhóc này mà còn nói thêm một chữ, thì chính là vũ nhục lão đại nhân. Nếu mệnh căn hắn hỏng, tiên sinh của hắn có thể yên tâm để hắn ở rể sao. Tiểu bùi ra liếc trộm lục thời một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù thế đạo này thay đổi ra sao, nửa người dưới của nam nhân muốn chốt chuyện rách nát kia cũng sẽ không thay đổi. Sáu năm sau, lục thời 35, không thê tử không con, vẫn cô đơn một mình, với sự thông minh của đường chi vị, chắc chắn có thể suy nghĩ ra điều gì đó. Mà lúc đó, nàng đã không muốn chết nữa, bên ngoài giáo phường ti, có một người đang khổ sở chờ đợi nàng, nếu nàng chết, người kia phải làm sao bây giờ? Còn người một khi có vướng bận, thì không thể chết được. Lúc này, Yến Tam hợp lại hỏi: Lão đại nhân, mấy năm người không ở kinh thành, ngoài trừ làm ngự sử, có phải còn âm thầm điều tra vụ án đường kỳ lệnh hay không? Lục Thời thẳng thắn thừa nhận: Đúng. Yến Tam hợp: Điều tra được gì rồi? Lục Thời đáp lại hai chữ: Rất nhiều. Yến Tam hợp: có thể nói cụ thể không? Lục thời. Cụ thể, các ngươi không cần phải biết. Yến tam hợp. Lục đại nhân lại muốn bảo vệ chúng ta ư. Lục thời. Ừ. Thấy hắn không chịu nói, Yến tam hợp chỉ có thể hỏi. Cho nên nghiêm như hiền, Lý Hưng đều là người hám hại đường kỳ lệnh năm đó. Lục thời. Về chuyện này, ta chỉ có thể trả lời các ngươi một câu, Lý Hưng là chó của nghiêm như hiền. Năm đó hắn ở hậu viện đường ra, từng Vu Hám ta nên bị đại tiểu thư đuổi ra khỏi đường ra." Yến Tam Hợp vội quay mặt qua, nhìn Tạ Chi Phi. Mí mắt Tạ Chi Phi tự dưng nhảy một cái, sau đó khẽ gật đầu với Yến Tam Hợp. Lý Hưng là chó của Nghiêm Như Hiền, Nghiêm Như Hiền là chó của ai? Không cần hỏi nữa, đáp án đã rất rõ ràng rồi. "Lão đại nhân." Yến Tam Hợp vẫn còn nghi vấn. "Ta không hỏi Nghiêm Như Hiền, không hỏi Lý Hưng, cũng không hỏi người sau lưng bọn họ." ta chỉ hỏi bên trong nội trạch đường ra, ai là nội tặc? Ánh mắt lục thời lạnh lẽo. Làm sao ngươi biết đường ra có nội tặc? Người nọ nói là chứng cứ xác thực, là thiết án, vậy có nghĩa là đề thi bị dò gì từ trong tay đường kỳ lệnh? Yến Tam Hợp cười gằn. Không có nội tặc, thì sao đề thi bị tiết lộ? Việc này chắc chắn phải nội ứng ngoại hợp mới được. Lục thời đột nhiên hỏi ngược lại. Ngươi đoán xem. Yến Tam Hợp lắc đầu. Đoán không ra, về đường ra, ta chỉ biết cha con đường kỳ lệnh, ba huynh đệ các ngươi, còn có một lâm bích. Lục thời hư một tiếng. Ngay trong những người này. Tiểu bùi ra quá sợ hãi. Cái gì? Tả chi phi kinh hô. Sao có thể? Trái tim Yến Tam Hợp run lên. Là, là lâm bích sao? Lục thời lạnh lùng nhìn Yến Tam Hợp. Vì sao ngươi cảm thấy là nàng? Không biết. Yến Tam Hợp giật mình sừng sốt. Cứ cảm thấy cái chết của nàng, không đúng lắm. Lục thời đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh Yến Tam Hợp, bàn tay to đè lên vai nàng, hỏi. Có chỗ nào không đúng? Yến Tam Hợp có thể nhận thấy tay hắn đang run rẩy, nghĩ thầm ta có thể đoán đúng hay không? Đường Kiến Khê nói, nàng vì chăm sóc đường chi vị nên không lập tức thành thân với chữ ngôn đình. Nàng che chở cho đường chi vị như vậy, cứ cảm thấy không nên dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Huống chi, tương lai nàng cũng phải đến giáo phường ti, kết cục cũng là bị người trà đạp, có gì khác nhau đâu. Nếu chuyện này rơi lên người nàng và Lý Bất Ngôn, thì chẳng ai rời bỏ ai, cho đến còn lại chút hơi thở cuối cùng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 400, Dư Sinh. Thật thông minh, thật thông minh. Lục thời vỗ mạnh vai Yến Tam Hợp vài cái. Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn, ta đoán đúng rồi. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu đồng loạt ngẩng đầu, hai người cảm giác máu của mình đều bị dọa đến lạnh rồi. Lâm Bích, cái này, nương nó làm sao có thể? Lục thời nhìn ba gương mặt trẻ tuổi này, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Mây đèn đè lên đường chân trời, hắn cảm thấy đầu gối hơi đau nhức, hẳn là sắp chuyển trời rồi. Hai năm đầu, ta tìm đủ đường xoay sở, ta ở đường ra bảy năm, mỗi một người trong đường ra ta đều quen thuộc. Đề thi chắc chắn là chảy từ thư phòng của tiên sinh ra, mà người có thể vào thư phòng, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra ai có động cơ này. Cho đến có một ngày, ta đắc tội người khác, bị đuổi giết, ta và A Đại hai người chạy chối chết. Lúc hai bên không ai chịu buông tha ai, cho dù đến thời khắc sống còn, cho dù chỉ còn lại một hơi thở. Trong nháy mắt đó, người đột nhiên nghĩ tới Lâm Bích. Yến Tam Hợp nhìn bóng lưng tiêu điều của lục thời. Đại nhân, ta đoán đúng không? Một chữ cũng không sai. Trong nháy mắt đó, giống như có một tia sét đánh trúng hắn, khiến đầu óc đang hỗn loạn của hắn sáng lên. Một suy nghĩ, bỗng nhiên dâng lên từ đáy lòng, sau đó thì hoàn toàn thông suốt. Nàng là một lá cờ ngầm bị người ta trăm phương ngàn kế chôn ở đường ra, nàng tự sát, không phải vì chịu nhục, mà bởi vì ái náy. Đại tiểu thư móc tim móc phổi ra đối xử với nàng, coi nàng là người thân, gì cũng nói với nàng. Lúc lục thời nói lời này, ngữ khi vẫn rất bình tĩnh, nhưng đối với ba người yến tam hợp, thì không khác gì sóng to gió lớn. Lâm Bích là do đường mẫu đích thân dạy dỗ, để lại cho con gái, người này từ nhỏ đã sống ở đường ra, tình như tìm muội với đường chi vị. Bởi vậy có thể thấy được người đánh cờ đã muốn động đến đường kỳ lệnh rất nhiều năm trước rồi. Mà động đến đường kỳ lệnh, chính là nhắm vào tiền thái tử. Nói cách khác, người hôm nay ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia rất nhiều năm trước, đã nổi lên tâm đoạt ngôi, vẫn luôn âm thầm mưu đồ đằng sau thật kinh khủng nương nó thật đáng sợ yến tam hợp run giọng hỏi sau khi điều tra được lâm bích lão đại nhân làm như thế nào không điều tra được chỉ là hoài nghi hơn nữa còn đem truyền lời hoài nghi cho tiền thái tử lục thời chậm rãi xoay người tiền thái tử sai người đi điều tra nhưng chẳng tra được gì yến tam hợp vừa nghe đã biết mấu chốt của vấn đề nguyên nhân điều tra không ra là vì tất cả manh mối đều bị người ta xóa rồi xóa sạch sẽ nhưng ta tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai, đó chính là nàng." Lục Thời lại im lặng một hồi, thản nhiên nói, "Cùng lúc đó, ta còn có một trực giác khác, vị trí đó tiền thái tử không ngồi lên được, cho dù ngồi lên cũng ngồi không vững." Cho dù trực giác này cũng đã sớm biến thành hiện thực, tìm Yến Tam Hợp vẫn không tự chủ được mà đập nhanh. Tại sao lại nói như vậy? Trong lòng ta, Đường Chi vị thông minh hơn người, nhưng so với Yến cô nương đây thì nàng còn kém một chút. Lục thời bất đắc dĩ lắc đầu. Yến cô nương, con người sợ so sánh. Không phải tiền thái tử nhân từ nương tay, không phải mưu lược của hắn không sâu, chỉ tại vì đương kim bệ hạ giá tâm quá lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, bố cục sâu sắc, nhìn khắp thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Yến Tam Hợp không biết nhiều về triều chính lắm, nghe lời này xong không có cảm xúc sâu sắc như tạ chi phi và bùi tiếu, hơn nữa trong đầu hai người này đồng thời nghĩ tới một người khác, Hán Vương. Không thể không nói, cha nào con nấy. Hán vương có dã tâm, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng giống như đương kim bệ hạ. Chuyện này có lặp lại không đây? Tả chi phi và bùi tiếu chợt dùng mình một cái. Người có nhắc nhở tiền thái tử không? Yến Tam hợp hỏi. Lục thời chợt mỉm cười. Đứa nhỏ này không phải mọi chuyện đều thông minh, trong chuyện triều chính, đã có vẻ rất non nớt. Việc này cần gì ta nhắc nhở, người ở vị trí của hắn, chỉ sợ đến ngủ đều phải mở to mắt dựng thẳng một lỗ tai, ta chỉ cần không ngừng nhắc nhở hắn một chuyện. Ta biết, Yến Tam Hợp, nghĩ cách chuộc đường chi vị ra khỏi giáo phường ti. Trên mặt lục thời lộ ra một chút vui mừng, mỉm cười. Hắn làm được, Lý Tam là hắn sắp xếp. Yến Tam Hợp chua sót. Đúng là dài đằng đẵng, phải mất hẳn 8 năm. Hắn đã cố gắng hết sức, ta biết. Ánh mắt lục thời dần dần ảm đạm. Người làm ruộng có khó khăn của người làm ruộng, làm quan có khó khăn của quan, thân phận địa vị của hắn hưởng bao nhiêu vinh hoa phú quý, thì phải bước qua bấy nhiêu núi đao biển lửa, hắn khó khăn hơn ai hết. Nói tới đây, lục thời bỗng nhiên nhìn tạ chi phi và bùi tiếu một cái. Tạ chi phi và bùi tiếu ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, tình cảnh bây giờ của thách tử, cũng rất khó khăn. Lúc này, Yến Tam hợp lại hỏi, Am Thủy Nguyệt là chủ ý của ai? Lục thời rũ mắt. Chủ ý của nàng, tại sao? Yến Tam hợp nhìn ông lão trước mặt, bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất lực. Vì sao các ngươi không cao chạy xa bay, tìm một nơi không ai biết, dù là thâm sơn cùng cốc, dù là biên thủy chấn nhỏ, cũng có thể cùng nhau sống hết quãng đời còn lại mà. Lục thời xoay người, chắp tay sau lưng, nhìn bóng đêm thật lâu mới nói. Yến cô nương có người mình thích không? Lời này, khiến cho cả thủy tạ lập tức yên tĩnh lại. Yến tam hợp có thể nhận ra hai ánh mắt bên cạnh, đều rơi vào trên người nàng, nàng không nhìn bất kỳ người nào trong bọn họ, chỉ cúi đầu im lặng. Nếu Yến cô nương có người mình thích thì sẽ hiểu, những phong cảnh trước đây, những con người trước kia, đều là của quá khứ, không mang tới hiện tại, cũng không đi tới tương lai. Lương lục thời dường như hơi còng xuống, giọng nói dịu dàng trầm lắng như nước. Đường chi vị là đại tiểu thư cao cao tại thượng, cẩm y ngọc thực. Thệ thủy là là kỹ nữ giáo phường ti, đường chi vị có thể không kiêng nể gì gọi ta một tiếng lục thời nhưng thệ thủy thì phải cẩn thận gọi một tiếng lục đại nhân hắn lần nữa xoay người chậm rãi đến ngồi xuống ghế trong gương mắt tái nhợt hiện ra một chút màu xanh ta có thể mang nàng đến thâm sơn cùng cốc đến biên thủy chấn nhỏ nhưng nàng dùng thân phận gì để chung sống với ta hết quãng đời còn lại đã sớm cảnh còn người mất rồi yến tam hợp chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót thì ra trên đời này có một loại tình cảm chắc chắn phải rời xa không phải vì người không đủ tốt, mà là vì ở bên người, ta sẽ không sống tốt. Ta yếu đuối, nôn nóng, bất an, áy náy, xấu hổ, nghi ngờ, oán giận, nhẫn nại. Khi những cảm xúc này ta không thể thay đổi, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đôi môi không có huyết sắc của lục thời run rẩy vài cái, lại nói. Vì sao đoạn tiếng la kia là tâm ma của nàng? Bởi vì bắt đầu từ ngày đó, thực ra nàng đã biết, đời này kiếp này, con đường hoa đẹp trăng tròn kia đã không thể đi tiếp được nữa. Hắn nhắm mắt lại. Nàng đều biết. Một người phải thông tuệ cỡ nào. Yến Tam hợp nghĩ đến nét xấu kim kia, bỗng nhiên sinh lòng kính nể đường chi vị. Nữ tử trên thế gian này phần lớn nhu nhược, dựa vào nam nhân mà sống, nam nhân là bầu trời của bọn họ, cho nên đa số các nàng đều cẩn thận hầu hạ, nghĩ cách lấy lòng, vắt hết óc tính toán. Đường chi vị thì lại khác. Lúc nàng đi ra khỏi giáo phường ti, thái tử vẫn là thái tử, cho dù không cùng lục thời sống hết quãng đời còn lại, nàng thực ra vẫn còn có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng nàng lại lựa chọn am thủy nguyệt, mai danh ẩn tích tránh khỏi trần thế vần đục này, nản lòng thoái chí là một khả năng, còn có một khả năng. Nàng đang dùng cách đó, để chôn vùi tám năm kia, không thổ lộ với người khác một chữ, không cầu xin bất cứ ai thương xót mình. Trường 401, Dự cảm Yến Tam Hợp nhìn lục thời thật sâu, vậy còn ngươi ta, ngươi mặc cho nàng thanh đăng của Phật sao? lựa chọn của nàng chính là lựa chọn của ta, không phải vì ghét bỏ sao? Lục thời khẽ mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt đều trồng chất lên. Ta và nàng sớm chiều ở chung bảy năm, đến bây giờ hình ảnh hiện lên trong đầu ta, mãi mãi là dáng vẻ tuổi thân nàng sau khi bị vấp ngã, rồi bất bình đứng lên trong một đêm nọ. ngày đó hắn trốn ở phía sau chuồng ngựa, nhìn thấy cô nương xinh đẹp như thế. Trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng đó là ánh trăng thành tinh. Nước mắt Yến Tam Hợp không hề báo trước mà trượt xuống, chờ đến khi nàng tự mình phát hiện thì đã có một chiếc khăn gấm nhét qua. Ngẩng đầu lên, là một đôi mắt đen nhánh. "Lau đi." Tạ Chi Phi nhét khăn gấm vào tay Yến Tam Hợp, sau đó nhìn lục thời cười xin lỗi. "Lão đại nhân, nha đầu này cái gì cũng tốt, chỉ là mềm lòng quá." "Ngươi mới mềm lòng." Yến Tam Hợp vừa lau nước mắt vừa trừng mắt với tạ chi phi ta chỉ cảm thấy bọn họ khó khăn qua nhiều năm như vậy mà lão đại nhân ngươi xem nàng tạ chi phi bị trừng đến bất đắc dĩ con à đừng khóc ánh mắt lục thời đào qua trên mặt hai người rồi hiện lên một nụ cười không riêng gì vấn đề giữa ta và nàng về sau thực ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn yến tam hợp khịt mũi ta biết tiền thái tử thất bại bài bất thình lình không hề có một chút dấu hiệu. Giọng lục thời dân trầm trọng. Lúc ấy ta không ở kinh thành, chờ đến khi ta biết thì trời đã chuyển rồi. Không liên lụy đến ngươi sao? Ám kỳ chính là ám kỳ, chưa đến lúc chết thì sẽ không có ai biết quân cờ này của ngươi là do ai bày ra. Lục thời cũng nhờ hắn đã chôn ta thật kỹ. Sau đó thì sao? Ta tiếp tục làm ngự sử của ta, nàng tiếp tục làm nico của nàng. Lục thời ngừng lại, ảm đạm cười nhạo. Chỉ là từ nay về sau, sống chết không còn ngày gặp lại. Lời này khiến Yến Tam hợp lại lần nữa thấy bi thương. Người ngồi trên môi vị hoàng đế giỏi giang đến thế, cầm y vệ lại nhúng tay vào bất cứ đâu, kết cục cuối cùng của con gái thái sư của thái tử, sao có thể không thể hỏi thăm được. Để lại cho nàng một mảng, chẳng qua là nghĩ nàng chỉ là một cô nữ, lại trốn vào không môn, không nhấp nổi chút sóng gió nào mà thôi. Mà lục thời muốn lật lại bản án cho đường ra chắc chắn phải là một ngự sử lưu danh sử sách là một kẻ cô độc nàng bỗng nhiên nhớ tới một câu nói của tuệ như một cổng chùa cách trần thế và phận môn không đúng một cổng chùa cách hai người thân bất do kỳ trong cửa là người đau lòng ngoài cửa cũng là người đau lòng tạ chi phi liếc nhìn sườn mặt yến tam hợp xen vào lão đại nhân bè hạ tin ngươi tin ư biểu cảm của lục thời sâu thẳm người ngồi ở vị trí đó, sẽ không tin bất cứ ai cả, ta chẳng qua chỉ giúp hắn lật đổ hai người. Tả Chi Phi Một là Dụ Vương, một là Hộ Bộ Thượng Thư Thái Tấn Đồng. Sau lưng Dụ Vương là kẻ trộm nước, hắn sớm đã có ý muốn giết, lại kiên kỵ miệng lưỡi thiên hạ, quốc khố trống rỗng, Thái Tấn Đồng là một con heo mập, hắn cần một thanh đao thay hắn giết heo. Lục thời dơ chung trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Thế nhân đều nói lục thời ta cương trực công chính, ai biết ta vừa có bản tâm, lại giấu tư tâm, biển quan chìm nổi, muốn đi càng cao càng xa, phải biến mình thành một thanh đao trong tay người khác, một thanh đao sắc bén nhất. Nói tới đây, hắn chợt nhìn về phía bùi tiếu. Bùi công tử, cậu của ngươi quý lang xuyên vì sao phải ngã? Bùi tiếu bị hắn hỏi đến trong lòng run rẩy. Không phải bởi vì tham ô sao? Lục thời lắc đầu. Nông dân khi gánh đồ, đầu này nặng, đầu kia sẽ vảnh lên, đầu kia nặng, đầu này sẽ vảnh lên, muốn đánh cho bớt việc bớt sức, thì hai bên phải nặng như nhau. Ý của ngươi là... Bùi tiếu cắn môi dưới. Đầu chúng ta nặng sao? Lục thời. Nặng. Bùi tiếu. Nặng ở đâu? Lục thời. Trong lòng người khác đã nặng rồi, trong lòng nông dân phải nhẹ lại. Bùi tiếu á khẩu không trả lời được. Ta có được địa vị của ngày hôm nay, không phải dựa vào việc sống thành một người cô độc, không phải dựa vào cương trực công chính, một thân chính khí, mà là mỗi ngày đều suy nghĩ xem người nọ đang nghĩ gì, hắn hy vọng người nào ngã xuống tiếp theo. Lục thời dùng ngữ khí cực kỳ khinh thường nói, tiên sinh ta vì sao lại chết, ông cả đời dạy học nuôi dưỡng người, luôn nói với chúng ta là, quân tử khiêm tốn, phải mài phải rũa sao, kết quả cả đời của ông nói với ta, người như vậy không sống lâu ở thế đạo này. Sao làm quân tử thì phải khiêm tốn lễ độ, nghiêm giữ kỷ luật, học vấn phải mài rũa, phẩm chất phải lương thiện tiền thái tử vì sao lại bại? Bởi vì hắn nghĩ nhân tính quá tốt, không đủ tàn nhẫn với mình, lại càng không đủ tàn nhẫn với người khác. Khi còn bé, tứ thiếu gia lục phủ hại ta bị treo ba ngày ba đêm, suýt nữa thì chết, vài năm sau, ta chặt đứt tiền đồ của hắn, để hắn đời này chỉ có thể làm một thư sinh vô dụng. Ánh mắt lục thời hung dữ, giống như một con sói con muốn ăn thịt người, tựa như ông lão vừa rồi mới nói với Yến Tam Hợp. Con à, đừng khóc. Chỉ là một ảo ảnh vậy. Bùi Tiếu cơ hồ muốn quỳ xuống với Lục Thời. Hắn thò đầu ra, nhìn về phía Tạ Chi Phi. Huynh đệ, bây giờ lôi kéo hắn cho Thái Tôn, còn kịp không? Một người tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối không thể để lại cho Hán Vương. Tạ Chi Phi không nhận được tin tức trong mắt Bùi Tiếu. Hắn nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, nhưng Yến Tam Hợp đã hỏi giúp hắn sớm một bước rồi. Sao lão đại nhân lại biết tính Trần chết? Lục Thời không hiểu lắm sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Tất cả hành động của ngươi, đều xảy ra sau khi tĩnh trần chết, có thể thấy được ngươi biết rất rõ về cái chết của nàng. Yến Tam Hợp Ngươi cài người ở Am Thủy Nguyệt, cũng là ám kỳ giống ngươi sao? Lục thời lắc đầu Con à, người già sẽ có dự cảm. Đêm đó, hắn vẫn ngủ như thường ngày, nhưng mãi cũng không ngủ được. Rất nhiều hồi ức quá khứ hiện lên trong đầu, vừa giống như là đang nằm mơ, lại giống như đi qua cuộc đời này lần nữa. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên cả người hắn rơi xuống thật mạnh, sau đó trái tim chợt hoảng hốt. Hắn đứng lên rót cho mình một chung trà, chung trà đang yên lành thì vỡ ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết nàng đã đi rồi. Hắn không hề thấy khổ sở, chỉ vui vẻ thay nàng, vui vẻ vì nàng cuối cùng cũng được giải thoát. Ngày hôm sau, A Đại vẫn bước vào phòng như bình thường, vẫn xông ngài cứu cho hắn, hắn vẫn ra sân luyện công một hồi như bình thường dùng xong điểm tâm, hắn nói với A Đại. A Đại, chúng ta sắp bắt đầu rồi. A Đại sừng sốt thật lâu, sau đó gật đầu nói. Lão gia nói bắt đầu, vậy thì bắt đầu thôi, ta sẽ không cài người ở am thủy nguyệt. Lục thời nhìn Yến Tam Hợp, mỉm cười. Nếu cài người vào, thì nhất cử nhất động, vui hờn buồn giận của nàng sẽ làm ta trở nên nôn nao sẽ trở nên yếu ớt, ta không cho phép mình biến thành người như vậy. Yến Tam Hợp không chớp mắt nhìn lại hắn, phát hiện mình nghĩ sai rồi. Hắn là người đau lòng, cũng là người cầm đao. Đao trong tay hắn giết người giúp kẻ khác, cũng mưu đồ cho mưu đồ của mình, 18 năm ngủ đông chờ đợi, chỉ vì một khắc rút đao cuối cùng. Chương 402, không hối hận. Sau khi mất hồn một lát, Yến Tam hợp lại kéo suy nghĩ mình trở về. Đại nhân lấy lý do nghiêm như hiền dâm loạn hậu cung, kéo ra màn cuối cùng này. Khóe miệng Lục Thời cong lên không có mánh lưới này, thì sao khiến hắn phẫn nộ, không có phẫn nộ của hắn, ai dám điều tra rõ đảng nghiêm thị, rất nhiều chuyện đều phải có dẫn đầu. Yến Tam Hợp không khỏi âm thầm kêu một tiếng tốt. Nam nhân trên đời này, dù là đế vương tướng quân, hay là người buôn bán nhỏ, đều sợ trên đầu mình có cặp sừng. Chiều này, gọi là lớn tiếng dọa người. Tiếp theo, đại nhân tung ra việc nghiêm như hiền tham nhũng, hơn nữa chứng cứ còn vô cùng xác thực. Lục thời nghiêm tặc tham ô thực ra không cần chứng cứ cứ xét nhà hắn thì cái gì cũng biết yến tam hợp sau đó đại nhân tung ra vụ gian lận trong khoa thi mùa xuân của nghiêm như hiền và lý hưng làm lớn chuyện lên lục thời đây cũng là lấy gậy ông đập lưng ông điều khác biệt là năm đó bọn họ là thiết kế để vu oan cho tiên sinh hôm nay lại là chứng cớ vô cùng xác thực yến tam hợp tiếp theo lão đại nhân kích động đám thư sinh gây sự mục đích là bức tử nghiêm như hiền lục thời cười gằn với tội danh của hắn ngũ mã phanh thây cũng không quá đáng tự sát xem như hời cho hắn rồi yến tam hợp treo thi thể thì sao lục thời lại cười gằn hắn chiếm đường phủ làm của riêng lý do này có đủ hay không yến tam hợp nghĩ đến sân khấu bỏ hoang kia ngực run lên đủ rồi thật ra còn có một lý do lâm bích làm quân cờ ngầm là bởi vì nàng ta có muội muội nằm trong tay hắn thù này ta báo cho lâm bích thì ra là thế. Yến Tam hợp bừng tỉnh đại ngộ. Nói tới đây, Yến Tam hợp gần như đã khôi phục lại 78 phần vụ án của Đường Kỳ Lệnh. Lâm Bích trộm bài thi của Đường Kỳ Lệnh, giao cho người của Nghiêm Như Hiền, Nghiêm Như Hiền và Lý Hưng tiết lộ bài thi cho thí sinh. Bài thi là vật chứng, thí sinh là nhân chứng, chữ viết là bằng chứng, Đường Kỳ Lệnh có mọc 10 cái miệng cũng khó giải thích cho mình. Yến Tam hợp, Nghiêm Như Hiền vừa chết cấm quân đã điều tra ra tấu trương hắn cất lại trong phòng, dẫn ra vụ án thuế ở Giang Nam, sao đại nhân biết, trong phòng nghiêm như hiền có cất tấu trương. Lục thời, ta còn tưởng hẳn đã đốt, không ngờ hắn còn giữ lại. Theo ta thấy, hắn giữ mấy tấu trương này là muốn gây khó dễ cho ba cha con Lý Hưng. Tả chi phi chen vào. Có đôi khi, làm chủ nhân cũng phải đề phòng chó cùng rứt dậu. Lục thời nhìn tả chi phi một cái, sau đó nhìn về phía bóng đêm vô biên, thản nhiên nói. Ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đó là một điều tốt đối với ta, nghĩ nó như nhân quả báo ứng cũng không tệ. Tạ Chi Phi không biết nói gì tiếp theo, nhìn qua Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp lại phân tích. Khoa thi mùa xuân thuộc về học trò thiên hạ, Thuế Ngân thuộc về Giang Sơn xá Tắc, hai chuyện này đều là chuyện lớn, nên đại nhân mới ép Hoàng đế hạ tội kỳ chiếu. Lục thời, nửa chữ cũng không sai. Yến Tam Hợp, đại nhân còn cất giấu hậu chiêu không? Con à. Lục thời. Con quá coi trọng ta rồi, ép hắn hạ tội kỳ chiếu, đã là toàn bộ mưu tính của ta rồi. Kể từ đó, ta cũng coi như dỡ bỏ gánh nặng trên người, có thể nhắm mắt được rồi. Giọng của hắn mang theo sự bình tĩnh, lòng đã như cho tàn, Yến Tam hợp tựa như thấy được một mô thư niên khác trên người hắn. Thật ra những chứng cứ kia, người đã chuẩn bị từ lâu, chưa động đến là vì muốn chờ nàng rời đi. Lục thời hờ hững ngừ một tiếng có một số việc không thể mạo hiểm, am Thùy nguyệt chẳng qua là một am ni cô yên tĩnh, thực ra nhất cử nhất động đều ở trước mắt người khác. Trái tim yến tam hợp run lên, khổ sở hỏi. Người lớn hơn nàng tròn 10 tuổi, lấy đâu ra lòng tin có thể đợi nàng rời đi trước một bước, lỡ như ngươi rời đi trước, vậy thì nên làm sao? Lục thời im lặng đánh giá yến tam hợp. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp nàng, nàng giả trang thành y đồng, ánh mắt sắc bén không chịu thua, trong lời ngoài đều là bức ép lúc này lại vô duyên vô có thể hiện ra chút đồng tình với hắn tả tam ra nói không sai vẫn là mềm lòng quá con à con người chỉ sống nhờ một hơi thở thôi sắc mặt hắn trầm tĩnh ta chỉ cần nghĩ đến việc nàng còn chưa chết thì ta làm sao dám chết trước nàng nghĩ đến đó thì hơi thở này đã không thể dứt được yến tam hợp vô cớ hỏi vậy bây giờ thì sao ngữ khí này còn không lục thời cười cười ta đâu thể để nàng ở bên cầu nại hà chờ ta lâu quá, nàng đã chờ ta cả đời rồi. Yến Tam Hợp nghe xong lại muốn khóc. Nàng làm sao vậy? Nàng hóa niệm giải ma cho người khác, trái tim cũng dần cứng rắn khi giải từ niệm này sang niệm khác. Vì sao tâm ma này giải đến cuối cùng, nàng lại trở nên yếu ớt thế này? Còn gì để hỏi nữa không? Lục thời hỏi. Có. Yến Tam Hợp nghẹn ngào nói. Chuyện của Lâm Bích, trừ ngôn đình biết không? lục thời nói thật thái tử có nói cho hắn biết hay không ta không biết vậy nàng thì sao nàng có biết không lục thời lắc đầu ta sẽ không để cho nàng biết là sợ nàng đau lòng sao là sợ ta đau lòng lục thời cười cười nàng từng nói muốn ở bên ta thật lâu thật lâu yến tam hợp cố nén nước mắt nửa ngày giờ lại ào ào chảy xuống lâm bích là người bạn tốt nhất của đường chi vị nàng phản bội Đối với đường chi vị đâu chỉ là thương tâm, quả thực chính là một kích chim mạng. Đường chi vị nếu biết thì không thể sống nổi. Yến Tam hợp cầm khăn lau nước mắt. Một tháng một lần đến Sướng Xuân Viên nghe Tây xương Ký là vì sao? Tiền thân của Sướng Xuân Viên là Khánh Dư Ban, trình phù giao trước đây từng hát cho Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư khen hắn hát rất hay. Sau đó trình phù giao xảy ra chút chuyện, ta đưa tay giúp đỡ một chút, nên mới có Sướng Xuân Viên hiện tại. Lục thời khi còn bé nàng không thích nghe kịch, đều là bị tên nhóc họ đường kia dẫn đi. Ta nghĩ nàng ở trong am ni cô không nghe được kịch, nên ta đi nghe thay nàng. Nói đến đây, hắn cười như đứa bé, có hơi ngượng ngùng. Những cảnh khác ta cũng nghe không hiểu. Từng hứa sẽ đóng vai thư sinh cho nàng một lần, cũng chỉ có thể nghe tây xương ký, nghe thời gian dài, trình phù giao lại chỉ điểm vài cái, ta rốt đặc cán mai như thế cũng đã học được. Nghe một chút là học được sao? Chưa chắc. Dưới đài 10 năm, trên đài một phút, thư sinh trong phim giơ tay nhấc chân đều rất ra dáng. Chuyện này nếu không có 10 năm khổ luyện, làm sao học cho giống được. Yến Tam Hợp không có vạch trần hắn, cố ý qua loa hỏi một vấn đề cuối cùng. Lục thời, mấy năm nay, ngươi có hối hận không? Lục thời im lặng một hồi, đứng lên, mở cửa thủy tạ ra. Gió đêm thổi vào, trong không khí có mùi hoa cúc trong lành, hắn chợt nhớ tới sinh nhật 16 tuổi của nàng, lúc ở trước sân khấu, nàng cực kỳ tức giận. Sư huynh ta là người đọc sách đường đường chính chính, các người không nên nói lung tung. Ai ra đại tiểu thư, chúng ta chẳng lẽ đổ oan cho hắn hay sao? Oan uổng, một là oan uổng, hay thì sao? Cũng oan uổng, đại tiểu thư, ngươi không thể vô lý như vậy. Ta vô lý thế đó. Nàng đột nhiên chống nạnh, thở hồn hển. Ta đang ở nhà ta, vì sao phải nói lý với các ngươi? Hắn lại nhớ đến ở hậu viện đường phủ, lâm bích tiểu thư chỗ này bẩn quá không ở được ngươi dọn đồ sư huynh ta đến tiền viện đi vâng thiếu nữ đi tới bên cạnh lục thời đưa tay kéo vạt áo lục thời sư huynh những người còn lại xử lý thế nào huynh nói một câu ta nghe huynh thôi bỏ đi có nghe hay không sư huynh ta nói bỏ đi các ngươi nhớ ký điểm tốt của huynh ấy nếu không các ngươi cũng phải giống như lý hưng thiếu nữ kéo ống tay áo hắn sư huynh chúng ta đi lục thời khẽ mỉm cười. Các người có biết tiên sinh đặt cho nàng cái tên này là có dụng ý gì không? Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu hai mặt nhìn nhau. Yến Tam hợp suy nghĩ một lát, là tang chi vị lạc, kỳ diệm ốp nhược sao? Không phải. Khuôn mặt già nua của lục thời trở nên dịu dàng. Đường chi vị, vị chi điểm. Cô nương của ta, mạng tốt lắm. Sao ta có thể hối hận được? Lục thời tự nhủ thầm. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn